con người hoàn cảnh ấy, người ta khao khát ấy. Mười mấy năm mới có được một đứa con. Rồi vợ chồng anh là cưới nhau được 2 năm mà nay là mới đi tìm con đầu lòng. Nguyên nhân là do vợ anh bị lạc nội mạc động cơ cho nên là khó có thai, cho nên là vợ chồng mới đi vô đó. Nói chung là cũng đi nhiều lần, là như kiểu một lần là đi chọc, đi kiểu bơm ui á là cũng không được. Xong là đến năm 2019 là bắt đầu mới đi kiếm thụ tinh ống nghiệm á, là năm đó là được nhưng mà mới có 2 tháng thôi. Là kiểu cái nội tiết của mình nó không thể giữ được khả năng á, mà nó tự ra. Đối với người hiếm muộn, đường tìm con hẳn là một hành trình pha lẫn mồ hôi, có nước mắt và cả niềm hy vọng. Do đó, những người hiếm muộn từ phương xa vào thành phố Hồ Chí Minh thường chọn ở trọ để thuận tiện cho công việc khám chữa bệnh kéo dài. Từ đó, những con hẻm nhỏ trùng trùng trong phố thị Sài Gòn không chỉ dung chứa những phận đời mưu sinh, mà còn chở cả những ước mơ, ấp ủ hy vọng sinh con của nhiều gia đình. Trong con hẻm 191 hay còn gọi là hẻm A1, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều căn trọ như thế, nơi các cặp vợ chồng hiếm muộn lưu trú trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ. Chủ nhân của những căn trọ này là bà Vũ Thị Ngọc. Từ sự đồng cảm với những cặp vợ chồng hiếm muộn đã khiến bà quyết tâm lập nên khu nhà trọ này. Cái mô hình của tôi ấy, là thực hiện từ khi mà cái lôi hiếm muộn của Từ Dũ ra đời là bắt đầu cô đã hình thành nên cái dãy trọ này rồi. Bởi vì là thấy những hoàn cảnh của những người éo le ở Bắc Chí Trung Nam để đi chữa bệnh ấy. Từ đó là cô chuyển cái mô hình của cô từ phòng trọ cho thuê, cho người lao động thuê, cô chuyển sang phòng trọ hiếm muộn để cô đầu tư hết lồi liêu xoong chảo chén bát, rồi bếp nước, rồi tài trợ điện nước cho các cô chú đi chữa bệnh để cho tạo cho cái không khí cho người ta được một nơi dưỡng sức để mà đấu chọi với con bệnh hiếm muộn này. Thì cô thấy 1, 2, 3 người vào trong phòng trọ cô thuê ấy, cô thấy người ta dễ thương lắm và vợ chồng người ta rất là thương yêu và đùm bọc nhau. Cô tiếp xúc với người ta cô thấy vợ chồng hiền lành, rồi tập trung chữa bệnh, rồi không có cãi lộn rồi các thứ. Nhưng phải đi chữa bệnh ấy, là người ta phải đi cả một cái vấn đề, người ta mang cả lồi liêu xoong chảo rồi gạo nước các nơi để nhớ đến, thì cả một cái vấn đề rất khó khăn cho người ta. Thế từ đó cô đổi cái mô hình phòng trọ cho thuê lao động chuyển sang phòng trọ hội hiếm muộn kết hợp với Bệnh viện Từ Dũ để làm hai nơi để liên kết để trợ giúp cho những người ở Bắc Chí Trung Nam á, đi chữa bệnh con bệnh này. Đứng sâu trong tâm hồn của những người phụ nữ bình dị này, khát khao được làm mẹ, biến sức mạnh phi thường giúp họ vượt qua trở ngại khó khăn, và tình cảm họ dành cho nhau cũng như sự sẻ chia của bà chủ khu trọ đã tiếp thêm động lực trên hành trình đầy gian nan ấy. Chị lấy chồng năm nay được 17 năm, mà bắt đầu đi chữa hiếm muộn này là mất 12 năm rồi. 12 năm, bác sĩ chuẩn đoán là mình bị tắc một bên ống dẫn chứng, rồi mình cũng đi đó làm IVF này nhiều lần này đó mà chưa được, những lần kia cũng đi chuyển phôi các thứ rồi mà cũng chưa được, giờ cũng cố gắng, ai cũng vậy thôi, mình cũng muốn được làm cha làm mẹ đó, cũng có một đứa con để cho vui vẻ. Nhà cửa rồi sau này mình già đấy, có con cái này nó cũng trông cậy hơn. Lặn lội từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, đây là lần thứ 3 vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường đi tìm cho mình một đứa con. Nói chung là cũng đi nhiều lần, là như kiểu một lần là đi chọc, đi kiểu bơm ui á là cũng không được. Xong là đến năm 2019 là bắt đầu mới đi kiếm đi thụ tinh ống nghiệm á, là năm đó là được nhưng mà mới có 2 tháng thôi. Là kiểu cái nội tiết của mình nó không thể giữ được khá ráo á, nó tự ra.
thì em nói chung là hụt hẫng, em cũng buồn, không nói được với ai cả, không biết tâm sự với ai, chỉ hai vợ chồng biết nhau thôi. Lần này thì em không biết là em vẫn tự tin hơn lần trước, tại vì là em có kinh nghiệm hơn. Dù tuổi đã cao, nhưng không ít người mẹ như bà Ngô Thị Ní chọn đồng hành cùng con. Cũng giống như những người mẹ khác, bà Ní không có mong mỏi nào hơn là nhìn thấy con mình hạnh phúc và được trở thành mẹ như mình. Ngoại vậy, anh chỉ mong con gái sao ấy, nó ngấy rồi này, đi được tới nơi hạnh phúc là bà ngoại chăm nom cho, là bà ngoại vui rồi. Tôi thì là người con chăm con gái của tôi, mà thời gian là cũng được một tuần thôi. Thì cháu nó mới đặt phôi hôm qua, tôi cũng mong có cháu để trông nom cho chúng nó, để vui. Thì khi có cháu nó đến với nhà thì cháu ngoại đến với nhà thì cũng mừng, vui lắm chứ. Vâng, thì cũng mong như vậy, mong muốn lắm. Coi như làm bà, làm ông mà vẫn mong muốn để các cháu nó có con, vui lắm. Mong chờ lắm, chứ không có gì đâu. Thấy các con nó đi này là cứ dục nó, coi động viên. Hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đầy gian nan và tốn kém, với chi phí vô chừng. Song không phải cặp vợ chồng nào cũng thành công với phương pháp này. Nhiều gia đình đã phải gánh một khoản nợ lớn, thậm chí là bán nhà, bán đất, vay mượn tiền bạc để theo đuổi hy vọng có phần mong manh ấy. Cô đã xuất thân từ một người mẹ có một đứa con. Quý con của mình như thế nào thì cô thấy cái lỗi của những người cô thương, những người đi chữa đẻ, người ta khao khát có một đứa con đó. Thế nên bằng cái tấm lòng của cô á, thì gọi là có ăn nhạt thì mới thương mèo. Thì cô ở trong hoàn cảnh này là cô đã biết rồi. Để cô rất là chan hòa và tạo điều kiện mọi thứ cho các bạn ấy. Đấy. Để cho các bạn đạt được ý nguyện của các bạn ấy. Tưởng chừng cuộc sống trong con hẻm lạ kỳ ấy cũng tạm bợ như chính những thân phận khách trọ của những người đi tìm thiên chức. Nhưng nơi đây lại luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Dù cuộc sống có thiếu thốn, nhưng tình làng nghĩa sớm luôn ấm áp gắn kết. Bỏ qua những nỗi đau và bất hạnh, họ vẫn luôn giữ cho mình niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Phải chăng một phần quan trọng nhờ sự sẻ chia tiếp thêm niềm lạc quan, nhờ cảnh sống trong khu trọ mà an yên như trong gia đình, đã giúp nhiều người được toại nguyện. Bé đầu của mình 2019 cũng làm thai thụ tinh IVF. Giờ bé thứ hai cũng IVF. Về ở trọ nhà cô Ngọc đây thì cô cũng nhiệt tình, rồi cũng giúp đỡ. Nói chung ở đây thì chị em rồi cô Ngọc chủ trọ thì cũng giúp đỡ. Các chị em ví dụ đi chợ này kia thì cô Ngọc cũng đi. Thì chị em mua gì thì cô đi, cô mua ra đây. Đứa đầu là 8 năm mới làm được. Xong đứa thứ hai là 4 năm. Thì nói chung thai thụ tinh thì nếu mà mình khỏe thì mình cũng đi lại được. Còn mình sức khỏe yếu thì mình cũng đi hạn chế đi. Thế là đi ở đây là đến phòng, đến chỗ cô Ngọc này là được mấy lần rồi. Thế nhưng mà lần vừa rồi nhờ vía cô á, em đi chọc trứng rồi đi hút trứng á, đi làm được nhiều trứng, nhiều phôi. Rồi lần này được 14 trứng mà được 13 phôi ngày 3. Xong rồi lần này chị có nhiều phôi vậy chị mới trước đâu có được nhiều thế đâu. Chị mới có cơ hội để nuôi lên ngày 5. Chứ hồi trước là chị không có phôi ngày 5, toàn phôi ngày 3 thôi. Hy vọng là lần này nhờ vía cô là chị chuyển phôi cho nó có beta, có em bé về cho nó thêm vui cửa, vui nhà. Tuy ở xa các nơi đến nhưng mà đến đây thì là coi cùng làng, coi cùng xóm cả, cùng một gia đình cả, thân thiết cả. Nên là từ cả cô chủ cũng đến người ở đây gần gũi nhau hết, coi như là cũng như là anh em trong nhà hết. Bước trong hẻm này ra ngoài thì cũng thoải mái, ra đấy thì cũng gặp người đi cùng đi chăm cả, cũng cùng chị em vui vẻ ấy, cũng đến chơi nom với các cháu, cũng đi từng phòng một đến chia sẻ với nhau để động viên các cháu.
Hay hên bầu này, bầu xanh này, mẹ tròn con vuông nè, chọn liên hoan. Những người đến với xóm bà Bầu chung một ước mơ là có một gia đình trọn vẹn. Trên chặng đường thực hiện ước mơ ấy, có những người thành công, cũng có những người vẫn mòn mỏi đợi chờ. Nhưng dù thế nào, khi sinh sống tại đây, họ đã có một gia đình được xây dựng bởi sự đồng cảm, niềm hy vọng và tình người. Tất cả đều chân thành chúc cho nhau được may mắn, toại nguyện.